Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Honda HR-V nhé. Dòng xe thuộc phân khúc crossover gầm cao 5 chỗ của nhà Honda. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10 của năm 2023 rồi, em xin phép được đi vào chia sẻ cập nhật giá xe. Các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường thêm rất nhiều so với cái thời điểm trước anh em nhé. Và cái mức ưu đãi chi tiết như thế nào thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết ba cái phiên bản của dòng xe Honda HR-V này để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu thì có thể nắm được. Với sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường thì anh em cũng có thể tham khảo thêm một số cái dòng xe cùng phân khúc. Ví dụ như là Honda HR-V này đang cạnh tranh với chiếc xe Toyota Corolla Cross này, cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-30 hay là cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Creta, đúng không ạ? Thì anh em cũng hoàn toàn có thể tham khảo. Nhưng ở trong cùng tầm tiền thì dòng xe Honda HR-V này nó vẫn thuộc dòng xe cũng tương đối là cao. Nhưng mà để mà tiếp cận tốt nhất của cái dòng xe Honda HR-V này thì cái phiên bản G là cái phiên bản dễ tiếp cận nhất, ở trong cái tầm tiền chỉ đến hơn 600 triệu thôi là chúng ta có thể sở hữu rồi, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào tính tổng lăn bánh cho anh em. Đầu tiên đó là cái phiên bản Honda HR-V, phiên bản RS. Bản này thì đang có mức giá 871 triệu. Với mức ưu đãi của đại lý bên em thì đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 50 triệu, tặng anh em 50 triệu tiền phụ kiện. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 942 triệu, trả góp thì đang là 250 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 924 triệu, trả góp thì đang là 233 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 906 triệu, trả góp thì đang là 215 triệu. Tàu lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại thì bên em đang rất là nhiều xe sẵn xe giao ngay với cái phiên bản HR-V, phiên bản RS này anh em ạ. Cái tổng lăn bánh như trên anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai. Đó là cái bản Honda HR-V phiên bản L. Bản này đang có mức giá là 826 triệu. Với cái mức tăng cường ưu đãi giảm thêm 10 triệu nữa so với thời điểm trước, so với cái thời điểm đầu cuối tháng 9, thì tổng ưu đãi của cái phiên bản L này đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 50 triệu, cũng như là tặng anh em gói phụ kiện cơ bản lên đến 50 triệu nữa anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 891 triệu, trả góp thì đang là 241 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 875 triệu, trả góp thì đang là 224 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 857 triệu, trả góp thì đang là 206 triệu. Với cái phiên bản D này thì hiện tại bên em còn một số xe có thể là giao ngay cho anh em được. Nhiều nên là anh em cảm thấy phù hợp với màu nào thì có thể gọi điện cho em để em kiểm tra tiến độ xe cũng như là gửi tới anh em cái chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba. Đó là cái bản Honda HR-V phiên bản G. Bản này thì đang có mức giá là 699 triệu. Với mức ưu đãi của đại lý bên em thì đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 40 triệu, tặng anh em 50 triệu tiền phụ kiện anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 758 triệu, trả góp thì đang là 206 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 744 triệu, trả góp thì đang là 192 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 726 triệu, trả góp thì đang là 174 triệu. Với cái bản G này thì bên em đang rất là nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Và cái mức ưu đãi vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em, anh em nhé. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại trừ trực tiếp tiền mặt, về quà tặng, cũng như là về tính tổng lăn bánh rất là chi tiết ba cái phiên bản
của dòng xe Honda HR-V ở cái thời điểm ngày 10 tháng 10 năm 2023 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy thì anh em vui lòng gọi ngay cho em nhé, để em gửi chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.